cái hiệu ứng cho đồng đội. Đó, các bạn phải vui lên, vui mừng mà. Vui mừng các bạn. Làm lại coi. Vui mừng. Đó, vui không? Không có vui. Đó, vui không? Hồi chưa ăn không thấy đủ nữa. Vui. Đó, cho mọi người vui nè. Các bạn nhớ là ở mỗi cột là ban tổ chức có dán, các bạn không chen lắm xô đẩy, các bạn tới các bạn nhẹ nhàng mềm mại để mà xem cái đội của mình, số xe, số phòng, và ghi nhớ, cần thiết thì ghi nhớ cái chỗ của mình, sau đó dọn dẹp, ăn uống, dọn dẹp, vệ sinh rồi sau cho thật gọn lẽ ở khu vực này, trả lại trạng thái ban đầu, và tới giờ thì chúng ta sẽ lên sách vali và đi. Chúng ta sẽ đi đến một con nơi tuyệt vời. Chờ chút mà ban giám khảo đang công não để mà cá luyện. Bởi vì cái độ xuất sắc của các bạn, cái độ ấm ứng xử của các bạn quá tốt, cho nên là khiến cho chúng tôi là phải công não, rất là hại não. Cái gì? Nếu mà nhìn những bức tranh của các bạn rất hại não. Có tỉnh nào? Tỉnh nào? Ban tổ chức có một đi lễ, chuẩn bị cho tất cả các bạn và công văn thuốc đau đầu, tiêu chảy, đau bụng, huyết răng là gì đó dầu, cho nên là bây giờ mình sẽ di chuyển bằng phương tiện xe ô tô. Cho nên nếu bạn nào có cái điểm yếu là say xe thì hãy kiếm một người lạ ơi dựa vào vai ngồi bên cạnh. Được không? Được không? Được chưa? Bây giờ ai xung phong là người lạ ơi đâu? Cái chạy ra đó, gấp nhiều cánh tay. Cho nên các bạn đừng sợ, ngồi bên cạnh nói vô mình nó thoải mái. Rồi, các bạn ăn cơm, uống thuốc trước 30 phút, ban tổ chức có thuốc nha các bạn. Liên hệ với lại ban tổ chức là ai? Y tá rồi. Hội trưởng biết, các bạn là hội trưởng đây. Để mà lấy thuốc, thuốc uống trước 30 phút có tác dụng, 29 phút cũng không có tác dụng. Mà uống lố 31 phút cũng có tác dụng. Cho nên là tốt nhất là phải kiếm thêm một người lạ ơi ngồi. Rồi, xin mời một tràng pháo tay cho chị Ngộ, ban giám khảo một chương hạnh quê. Cũng như là anh Phong đó là căng não các bạn. Các bạn rất là chịu khó trang trí cái tường của mình, rất là ấm tường, có nhiều cái tường rất là ấm tường. Còn có đội ha, là giống như là kéo cờ từ dưới bước lên bục giảng, mà giống như tưởng tượng là giống như là đi về còn thánh thánh đường nữa. Chạy luôn á. Và sau một hồi chúng tôi đã chọn 3 người chọn xuống biển về tiêu chí là đẹp, hợp chủ đề và ấn tượng. Thì sau một thời gian chúng tôi đã cộng lại thì tôi sẽ đọc cái điểm ha. Các bạn chú ý nghe nha. Đội yêu thương các bạn có 66 điểm. Đội hiền lành các bạn có 66 điểm. Hiền lành mà không hiền lành chút nào. Đội mềm mại các bạn có 65 điểm. Đội vui mừng các bạn có 62 điểm. Vui mừng mà không vui mừng chút nào. Hình như là những các bạn là thấp nhất. Và còn hai đội còn lại không biết ai là nhất đây. Cho tôi nghe lại khẩu hiệu của đội trung tiến nào. 2, 3, trung tiến, tiến trung, đội trung, tiến. Đập làm quá, đập làm quá. Rồi, bây giờ khẩu hiệu của đội Bình An. Đội Bình An. Bình An đâu?
Đội trung tính các bạn có 75 điểm. Và cuối cùng đội đội Bình An các bạn có 75.2. Chúc mừng đội Bình An giành điểm và đội lớn gì đó là đội trung tính. Rồi, cảm ơn các bạn đã buổi chiều hôm nay đã rất là cố gắng như này, thậm chí lá cờ của mình rất tốt và chúng ta sẽ sử dụng cái lá cờ này để dùng cho ban hoàng đạo. Chúng ta sẽ di chuyển tất bất cứ trường hợp nào chúng ta phải cầm cái lá cờ của mình chưa lên an toàn đó. Các bạn một lần nữa đó là các bạn chú ý xem chúng tôi dán tem sắt trên những cây cột, các bạn xem cho kỹ qua mình ở phòng nào đi xe xuống máy, các bạn ghi nhớ trong đầu của mình, lấy tờ giấy ra ghi nhớ để lát nữa chúng ta sẽ đi theo đúng số xe ở đúng số phòng.